Để tiếp nối chương mục chính trị và đời sống, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thông. Cứ làm như là có giá lắm vậy. Nhiều ông to bà lớn đang ráo riết đi, không phải đi vận động bầu cử mà là đi quán triệt việc bầu bán phải công nhận ngôn ngữ Việt Nam có cái từ bầu bán hay thật, bầu và bán. Cứ 5 năm một lần lại diễn ra ngày hội lớn của toàn dân. Ông Tô Lâm tướng công an lên giọng theo cái kiểu tướng công an rằng cần phải cảnh giác đề phòng các thế lực thù địch chống phá phá hoại bầu cử. Thôi thì công an Phú Lít nhìn chỗ nào cũng thấy chống phá. Giống như bác sĩ dõm đâu cũng ra vi trùng vậy mà. Thôi nên thông cảm nghề của họ là vậy. Nhưng có một số ông bà đăng đàn, ngoa ngôn cảnh báo người có tên trong danh sách bầu vào quốc hội rằng không được dùng tiền bạc quà cáp lôi kéo, mua chuộc cử tri, không được hứa cho cử tri thứ này thứ khác, không được như thế này, không được như thế nọ. Gơm, làm như dân chủ bầu bán minh bạch lắm ấy, ứng cử viên và cử tri có giá lắm hay sao ấy. Ui giời, tưởng được bầu làm thánh làm tướng chi chi, chứ chỉ nhõn làm đại biểu quốc hội thì ham hố gì. Ai chả biết đại biểu quốc hội xứ ta là người như thế nào. Tôi có người bạn từng trót đóng cái chức đại biểu quốc hội, trúng cử bởi do cơ cấu nhé. Khi hết nhiệm kỳ, có dịp buông dư lê, y tâm sự rằng, ôi rồi thở cái phào, nhẹ cả người. Suốt khóa chỉ tổ mất thời gian họp hành, khoác cái áo dân biểu nhưng mà đến hội trường ngồi nghe và ngủ gật là chính. Y thú thực là chưa hề phát biểu lần nào bởi tự biết mình có nói cũng cốt là diễn vui chả ai nghe. Hội trường là cái chỗ vui chơi, liếc nhau, ngủ gật, bỉ bôi, ngậm mồm. Thiên hạ thế nào thì tôi chả biết, chứ riêng tôi thì tôi không có quan tâm đến chuyện bầu bán lắm. Do sống với cái thể chế này từ khi khóc eo e tới giờ, tôi biết rõ bản chất của nó như thế nào. Không mở thì chợ vẫn đông. Mình có phát huy quyền công dân, có sáng suốt lựa chọn hay không cũng chả có tí tí ảnh hưởng gì tới họ. Cái xã hội này, cái thể chế này nó đã được lập trình rồi, siêu tim tặc còn bó tay huống hồ gì chỉ cái thứ tay mơ bụt đất như mình. Vì thế, lo bị chống phá, lo bị phá hoại, lo cái chuyện đi đêm mua chuộc làm thay đổi kết quả bầu cử này nọ kia kia chỉ là cái chuyện hảo. Tôi chỉ muốn hỏi các ông các bà cai trị rằng, các ông các bà bảo rằng bầu cử của ta tự do dân chủ công khai minh bạch, Ừ thì cứ cho là vậy đi, thưa ông Tô Lâm, ai cũng chỉ mong có thế thôi. Quốc hội khóa cũ, tức là cái khóa 14 ấy, vừa mới bầu ra người ngồi vào các ghế cao nhất của bộ máy nhà nước trong 5 năm tới, như là chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng này. Này tất nhiên họ sẽ có tên trong danh sách bầu vào quốc hội làm đại biểu quốc hội. Có bao giờ các ông bà nghĩ tới tình huống dân chúng sẽ không tín nhiệm, sẽ sáng suốt gạch tên các vị ấy ra khỏi danh sách đắc cử không? Họ sẽ trượt, Chả lẽ quốc hội mới phải bầu lại tam trụ, rồi lại diễn ra cái tuyên thệ thề thốt, rồi lại nhận điện chúc mừng những gương mặt mới à? Không điều gì là không thể xảy ra nếu mà bầu cử nghiêm túc đàng hoàng, minh bạch, dân chủ thực sự. Lừng lẫy như ông Trump kia mà còn bị dân Mỹ gạch tên, huống hồ là lãnh tụ tầm xóm ấp. Nhưng ở đâu thì không biết, chứ ở cái xứ này thì không thể có chuyện đó. Đời sống chính trị của xứ ta chả khác gì cuộc chơi đá bóng. Cầu thủ luôn tạo ra những cái thế việt vị, bắt cả trọng tài lẫn khán giả phải chấp nhận cái sự đã rồi. Thẻ vàng và thẻ đỏ chỉ dành cho người ngoài cuộc chứ không dành cho những cầu thủ chuyên nghề việt vị. Dù dân chúng có bầu hay không bầu, Tam trụ vẫn cầm chắc chúng đại biểu Quốc hội và đương nhiên vị trí chức vụ họ đang nắm giữ vẫn vững như bàn thạch. Đó là cái điều chắc chắn. Thế thì chống đối làm gì? hỡi những con người ngây thơ để ông tô lâm phải tốn hơi cảnh báo